Thêm loạt hin Semesis có tình mới, hai người buồn, bốn người vui là thật. Yêu nhau, kết hôn trong lời bàn tán, chia tay cũng chẳng bình yên. Chính là mối quan hệ của Semesis và Xoài Non. Những tưởng sau tất cả là sự khổ đau, cô đơn bao trùm nhưng không. Chàng dường như đã có nơi, nàng ấy thế mà cũng có trốn. Chẳng hay đây có gọi là hai người buồn nhưng đổi lại bốn người vui hay không. Sau chia tay, Xoài Non Semesis được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Có chăng sự bàn tán chỉ do Giang Cư Mận mà thôi. Đang nói chỉ ít lâu sau khi đường ai nấy đi, cả hai đều được cho là lộ hin có người mới. Nếu như Xoài Non tìm được chốn bình yên bên Gu Lê, thì Semesis được soi có chi tiết bất thường với hot girl Ý Nhi, hay còn được gọi là bỏ chành. Lần đầu họ được bắt gặp bên nhau là ở sân bay, thậm chí đàn gái còn có động thái thân mật với đàn trai. Song Semesis đã lên tiếng về hình ảnh bên Ý Nhi như sau: mấy bạn ơi, mong mấy chuyện đồn này kia nó bớt lại chút ạ. Đang đợi vali thì nói chuyện xàm là tay yếu quá, không cách nào bóp vai mà thấm vào cơ được. Câu chuyện của tấm ảnh có vậy thôi, mà nhóm đi chung là 3 người chứ không phải hay. Mà trong trường hợp mình có quen hay tìm hiểu ai cũng là chuyện cá nhân của mình, chứ không lẽ mình sẽ sống cô đơn tới già. Mình nghĩ vấn đề là hóng drama nhiều quá, mấy chuyện bình thường như đứng chung hay giao tiếp với một người phụ nữ cũng thành vấn đề à. Như vậy không khẳng định có bạn gái mới, nhưng chồng cũ Xoài Non cũng không phủ nhận điều này. Đến mới đây, chỉ vì một tấm hình của nam streamer giàu nhất Việt Nam đăng tải, Giang Cơ Mặt lại tiếp tục ra lời nhận định về mối quan hệ rõ ràng là có gì đó với nhau. Cụ thể trên trang cá nhân, Semesis đã đăng hình ảnh câu cá đính kèm dòng trạng thái: 35 năm mới bắt được một con cá, không biết size này tính không nữa. Trong khi lùi thời gian 10 ngày trước, hot girl Bò Chành cũng đăng ảnh với khung cảnh tương tự, đính kèm là dòng trạng thái: dù sau này cậu có là cá thì tớ vẫn sẽ chiên cậu lên. Bên cạnh đó, Bò Chành cũng đăng tải loạt ảnh và clip check-in địa điểm nghỉ dưỡng trên các tài khoản trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc này, mỹ nhân cho thấy trạng thái vui vẻ, hạnh phúc. Chưa hết đâu nha, trong một clip review quán ăn, cô nàng cũng xuất hiện cùng một người đàn ông giấu mặt. Với kiểu tóc và dáng người, nhiều người nhận định đích thị là Semesis. Sương sương như đây cũng đủ để chứng minh cặp đôi có gì với nhau đúng không nào. Tuy nhiên có thì cũng vui, chứ chẳng có gì phải bàn tán vì đây là trai độc thân và gái độc thân. Chưa kể với Xoài Non, cô nàng cũng đang có cuộc sống ổn áp và hơn cả là mối quan hệ đặc biệt với Gu Lê. Theo đó, thời gian chia tay Semesis không lâu, Xoài Non được cho là dính như Sam với Gu, đặc biệt là những khoảnh khắc của Gu Lê và Xoài Non cùng nhau chơi bộ môn pickleball. Cả hai cùng diện trang phục thể thao năng động, thoải mái lộ diện giữa đám đông. Suốt buổi chơi, cả Gu Lê và Xoài Non không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, bất chấp bao ánh nhìn dõi theo. Ở một khoảnh khắc khiến nhiều người phải giật mình là khi Gu và Xoài Non dường như có những hành động khóa môi, bất chấp bao ánh nhìn xung quanh. Thời điểm tin đồn Xoài Gu là một đôi diễn ra, đặc biệt với loạt khoảnh khắc rất gì và đài nọ kia, Semesis cũng được gọi tên, song anh đã xanh chín tuyên bố: "Oh no, mấy bạn đừng lôi tôi vô, mới yên ổn được có mấy tuần à." Như vậy, không có gì thay đổi thì cả Xoài Non và Semesis đều đã có người mới và tin này chắc chắn là tin vui, cần được chúc mừng đúng không nào. Trở lại với cuộc hôn nhân của Xoài Non và Semesis, vào năm 2020, đám cưới của cặp đôi đã diễn ra và đây là sự kiện gây xôn xao khắp cõi mạng, không chỉ bởi sự nổi tiếng của cô dâu chú rể mà hơn hết là bởi sự xa hoa lộng lẫy. Riêng chiếc váy cưới làm lễ chính của Xoài Non đã có giá trị lên tới 28 tỷ đồng với 6 viên kim cương được đính kết. Sau sự kiện trọng đại này, cả hai lại càng như hình với bóng. Ngoài công việc riêng, họ còn mở thêm nhiều nhà hàng và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Làm vợ thiếu gia, Xoài Non thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được chồng đưa đi du lịch sang chảnh và mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng, gia đình chồng. Thậm chí cô nàng còn được treo thưởng đậm nếu sinh con cho nhà chồng. Nàng hot girl từng dành nhiều lời khen cho ông xã: chồng em bao dung, nghĩ cho em rất nhiều. Em cũng có những hành động con nít, thì chồng em bảo là anh cũng từng trải qua quãng thời gian như vậy rồi, nên cũng hiểu suy nghĩ của em và không trách em. Nhưng anh mong em sẽ hiểu những điều anh nói, chỉ vậy thôi. Và cứ thế, họ đã yêu và hạnh phúc và bao dung nhau cho đến khi. Ngay cả khi đến với nhau và đi đến xây dựng cuộc sống gia đình, một bộ phận đã thấy lấn cấn với Xoài Non và Semesis. Đầu tiên phải nói đến tuổi tác, Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Hot girl là người mẫu ảnh và từng tham gia nhiều trong các bộ phim sitcom, MV ca nhạc. Trong khi đó, Semesis Nghiêm Anh Hiếu sinh năm 1989 là một thiếu gia thứ thiệt. Anh chàng được phong là một streamer giàu nhất Việt Nam. Cả hai ngay khi xác nhận yêu đương đã gây tranh cãi, kiểu như hoàng tử và lọ lem. Mặc dù gia đình Xoài Non cũng khá cơ bản, song bỏ qua tất cả, họ vẫn tìm hiểu yêu đương và 2 năm sau đó thì đi đến kết hôn. Về chung nhà, mặc dù vẫn gặp lời ra tiếng vào, song hơn hết, khán giả vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ vào cuộc hôn nhân này.
Đến giữa tháng 5 năm 2024, mạng xã hội lan truyền chóng mặt tin Xoanon và Semesis gặp vấn đề tình cảm. Tuy nhiên, họ giữ im lặng. Đến ngày 3 tháng 6, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đăng ảnh chụp cùng Semesis và bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của con cái, nhưng sau đó đã xóa tấm hình này. Theo anh, con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây gắn kết hai vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Cuối cùng, bác sĩ Thịnh ra lời kết luận, không có con cái, không có gì ràng buộc, lời qua tiếng lại một chút nông nổi, quay lưng cái thôi là từ người yêu hóa thành người dưng liền. Mong hai em hiểu, vì nhau một chút mà dung hòa được với nhau. Bên cạnh nguyên nhân được cho là lớn nhất này thì một bộ phận netizen cho rằng nguyên nhân đến từ sự chênh lệch của hai bên và những thị phi mà Xoanon phải đối mặt sau khi kết hôn. Trong một chương trình, Xoanon tiết lộ mình không được coi trọng kể từ khi lấy chồng giàu. Sau kết hôn, mặc cho tập trung vào kinh doanh, thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện giải trí, song Xoanon vẫn phải đối diện với điều tiếng. Cô từng chia sẻ việc bị nói không cùng đẳng cấp với người bạn đời. Mọi người lấy chuyện tôi không đi học để đồn và nói những lời khó nghe. Ngày thông báo chia tay, đăng tải một tấm hình chung đôi là giọt nước mắt hạnh phúc nhưng lại khoác lên mình màu sắc đen trắng, Xoanon thổ lộ. Trước tiên em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ chúng em. Và em xin lỗi phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng em đã đi đến hồi kết. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em thật đẹp, hiếu nghiêm. Đã có những thổn thức, những lời động viên phải mạnh mẽ được gửi đến Xoanon, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và cả những người cô chưa từng gặp. Về phía Semesis, sau đó không lâu, anh cũng đăng tải hình ảnh thật đẹp bên Xoanon, đính kèm dòng trạng thái. Chúc em những điều tốt nhất, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau. Thật tiếc khi cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết, nhưng thời gian ở bên em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời anh. Hy vọng em sẽ luôn đạt được những điều mà em mong muốn và hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé. Xoanon sau đó cũng có thả một chiếc icon thương thương đính kèm trái tim màu trắng trong bài viết thông báo được IDD đến từ Semesis. Bạn nghĩ sao về cuộc hôn nhân đã qua của Xoanon Semesis và hơn cả mối quan hệ hiện tại của họ với những người mới? Hãy chia sẻ quan điểm, cảm nhận của mình để IBIS được biết nha!